Căn nhà một trệt một lầu ngay trung tâm rất là rẻ luôn anh chị, ngang 7m2. Như anh chị thấy nhà thì mới được xây xong. Đặc biệt căn nhà này ở phía trong nó rất là đẹp anh chị, và cái view nó cực kỳ đẹp luôn. Thì cái mặt trước nó quay ra cái khu vui chơi giải trí công cộng. Thì lát nữa chúng ta sẽ đi vào nhà anh chị nhé. Đây quay một chút xíu xung quanh chúng ta xem này. Đây là đường trước nhà này anh chị, đường cực kỳ rộng nhá. Đây là chạy ra đường Võ Thị Sáu này. Đây xung quanh hàng xóm nó rất là khang trang, đây rất là thoáng anh chị, cái giá cực kỳ là tốt luôn. Đây một trệt một lầu, 3 phòng ngủ, 2 toilet, 1 phòng thờ nha. Sân đậu ô tô thì bên tay phải. Ở trong nhà nó rất là thoáng. Đây tôi sẽ quay xung quanh một chút thế này. Lát nữa chúng ta sẽ đi vào. Còn đây là cái phía trước của căn nhà. Chỗ này thì đã được quy hoạch khu vui chơi giải trí công cộng, nó rất là rộng nha. Thì mai mốt chúng ta sẽ nhìn thẳng ra cái khu vui chơi luôn. Đấy bước vào nhà thì chúng ta sẽ có cửa chính là cửa nhôm Sinfa. Ở trong phòng khách thì nó rất là thoáng luôn anh chị, cực kỳ thoáng luôn, chỗ nào cũng có cửa sổ nên nó rất là mát, rất là thoáng sáng. Không cần bật đèn thì cái nhà nó vẫn thoáng anh chị, nhà đã được ốp gạch lên mét mấy rồi. Cái giá cực kỳ rẻ nha, giá chỉ có 2 tỷ tư thôi. Nhà sổ hồng riêng anh chị nhé, tuy nhiên thì nhà ở đây thì ít khi người ta hoàn công anh chị. Nhà đã được trang bị luôn cái sofa khá là ok. Về chúng ta chỉ mang những cái đồ đạc cá nhân chúng ta vào ở thôi. Tông màu thì tông màu trắng kết hợp với màu xanh nó rất là nổi. Nhà cực kỳ thoáng. Đây là cái không gian phòng khách này. Đây là trên trần này. Đây là cửa chính này. Đường nhựa thì bao rộng luôn. Ngay trung tâm đi ra biển khoảng chừng 11 cây. Chỗ này là thị trấn Long Điền, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu anh chị nhé. Đây là cái không gian phòng bếp anh chị. Đấy, cái trần thạch cao làm rất là đẹp. Đấy, cái nhà này tôi thích nhất là cái thoáng anh chị, thoáng cực kỳ thoáng luôn. Đây đã được đóng tủ gỗ đây này, trang bị luôn bếp ga rồi. Đấy, bếp Sunhouse của Sóc Phú đây. Thì chúng ta chỉ mang đồ đạc cá nhân tới chúng ta ở thôi. Đây là bồn rửa nhá, rất là sạch sẽ. Nhà thì dùng tông màu trắng với xanh nó rất ok anh chị, nó sáng. Đây là cầu thang lên nha. Đấy, tất cả đều có cửa hướng ra ngoài. Ở dưới tầng trệt thì sẽ có một phòng ngủ và một toilet. Đây là toilet giếng trời này. Đây là giếng trời để chúng ta lấy sáng lấy gió nha anh chị nha. Đấy, chúng ta nấu ăn sẽ không bị mùi, nó lưu thông được không khí nha. Đây là cái toilet ở dưới tầng trệt này. Tổng diện tích của nó là 70m2 anh chị nha, ngang 7m2, dài 9m8, gần 10m anh chị. Đó, ốp gạch hết rồi. Mình thích ông anh này thiết kế rất là ok. Đấy, trong toilet vẫn có cửa sổ ra ngoài nên nó rất là thoáng nha. Đấy, trong nhà chúng ta nhìn ra này. Đấy, nó rất là thoáng. Ngang 7m chúng ta dễ bố trí nha. Đây là một cái phòng ngủ ở dưới. Nhà thì mới xây xong nên là tất cả các đồ đạc thì vẫn chưa có được dọn nha. Đó, rất là thoáng anh chị nha. Đây là cái phòng ngủ ở dưới cho em bé hoặc người già này. Đó, có cửa sổ hướng ra ngoài luôn. Đây tất cả các thứ đây. Giá chỉ có 2 tỷ tư thôi anh chị nha, sổ hồng riêng, thổ cư hết luôn nha. Mặt tiền đường Cao Văn Ngọc, thị trấn Long Điền, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Đây cầu thang. Đấy, tay vịn thì sẽ là gỗ sồi nha. Đây là cái chỗ đậu ô tô này. Đó, cái hàng rào thì chưa làm, để cho ai thích về làm theo ý của mình nha. Dưới cái gầm cầu thang thì chúng ta để làm cái kho. Bước lên trên anh chị sẽ thấy nó còn đẹp hơn nữa anh chị. Đây ở chỗ cầu thang vẫn có cái chỗ lấy gió nha, và lấy sáng ở đây. Cái kiểu nhà này nó hiện đại chị. Cái diện tích nó không nhiều đấy. Nhưng mà chúng ta do cái người ta bố trí rất là tuyệt vời nên là người ta tận dụng được cái không gian sử dụng đấy. Nó không có bị các ngóc ngách ha, không bị những cái chỗ chết. Ở trên tầng trên thì sẽ có 3 phòng ngủ, 1 phòng thờ và 1 toilet. Bây giờ chúng ta sẽ xem cái phòng thờ trước nha. Phòng thờ này thì ai không thờ chúng ta có thể làm phòng tập thể dục hoặc là phòng ngủ được. Cái phòng này đặc biệt nó rất là rộng và nó có tới 2 cái cửa sổ, có 2 cái view rất là đẹp luôn anh chị nha. Đây tôi sẽ mở cửa ra cho anh chị xem. Đây là cái cửa sổ bên hông. Đấy, để cùng của một cái phòng ha. Đấy, còn phía bên này là cái ban công của cái cửa trước này. Mai mốt cái khu vui chơi giải trí công cộng người ta làm thì nhà chúng ta ngồi trên này sẽ nhìn ra cái khu vui chơi và công viên luôn anh chị.
đó, cái bãi đất trống rộng rộng trước chúng ta đó, đó là cái khu vui chơi giải trí công cộng đã được quy hoạch rồi nhá. Đây anh chị nhá, đây rất là rộng rãi, mình thích nhất là nó sáng anh chị, chúng ta không cần bật đèn thì nó vẫn sáng. Đây là cái cửa bên hông này đó, chúng ta nhìn xuống này, trong này thì nó ô bàn cờ, anh chị đi đâu cũng rất là tiện. Đây, đây, đây là một cái phòng ngủ nha. Trên tầng lầu thì sẽ có hai phòng ngủ và một phòng thờ, một toilet. Ở dưới tầng trệt thì một phòng ngủ nha. Rồi, tất cả đều có cửa sổ anh chị. Nhà chúng ta ưu tiên phải có sáng có gió anh chị nha. Xây khá là kỹ anh chị, xây bán nhưng mà xây rất là kỹ nha. Đây tất cả đều có cửa sổ này. Phòng nào có cửa sổ hướng ra ngoài hết anh chị. Cái giá rất là hợp lý, đường xá thì rất là khang trang này. Đây là một cái phòng ngủ nữa này. Đó, rất là kỹ càng. Đấy, bây giờ chúng ta sẽ xem này. Đó, cửa sổ thì chúng ta nó rất là thoáng không khí. Nhà nào mà không có làm cửa sổ các phòng nó rất là bí anh chị. Dâu nhà nó cực kỳ là bực, bực bội ha. Đây anh chị nhá, toilet dùng cái tông gạch này nó khá là sang, nó không có loẹt loẹt nha, nó trung tính, nó rất là dễ dùng. Và tất cả đều có những cái cửa sổ để cho nó thoát mùi. Anh chị nào cần thì chúng ta cứ liên hệ nha. Anh chị nào xem thì chúng ta nhớ bấm đăng ký kênh. Tất cả đều có dưới phần tiêu đề nha. Bây giờ tôi sẽ chạy từ nhà đi ra ngoài cho chúng ta quanh quanh đây, chúng ta xem xung quanh nó như thế nào nha. Đấy anh chị xem trong này thì nó là ô bàn cờ, đường xá rất là tuyệt vời này, rất là rộng rãi luôn, cực kỳ tuyệt vời. Chúng ta chạy ra đây là ra tới đường Võ Thị Sáu này, nhà thờ phía trước chúng ta. Ở đây chùa và nhà thờ thì nó gần đây, anh chị theo tôn giáo nào thì cũng rất là thuận tiện. Đây đi ra biển Long Hải 11 cây, ra biển Phước Hải khoảng chừng 15 cây, ra Hồ Tràm khoảng 25 cây, ra Vũng Tàu khoảng 25 cây gì đó là ra tới bãi sau nha. Ra tới cái bãi biển gần nhất của Vũng Tàu nó chỉ có 17-18 cây thôi. Đấy, trong chúng ta nếu như đi nhà thờ chúng ta có thể đi bộ được, đi chùa cũng có thể đi bộ được anh chị nha, đi chợ cũng vậy nha. Đây là ra ngoài đường Võ Thị Sáu này. Đó, anh chị chúng ta thấy rất là tuyệt vời. Ngay trung tâm, tiện ích trong bán kính 500m thì nó không thiếu thứ gì anh chị. Ra đây chúng ta rẽ trái đi về thành phố Bà Rịa, đi Sài Gòn này, rẽ phải chúng ta ra hướng biển. Bây giờ chúng ta sẽ xem cái quy hoạch cũng như là thông tin nha. Đây là cái thửa đất để cất căn nhà này, đường phía trước này, nó ngang 7m2, dài 9m8 nha. Nhà thì là hướng Tây Nam, Nam nhiều hơn Tây nha. Đây anh chị nhá, đây là cái khu vui chơi giải trí phía trước, đây là nhà này. Nhà hướng Nam ghé Tây thì nó đúng hơn nha. Đây là cái sổ hồng anh chị. Đây tất cả thông tin nằm ở đây. 70,3m2, đất ở đô thị nha, thổ cư 100%. Ở đây thì sẽ không có trừ hành lang nữa anh chị nhá. Không trừ hành lang nữa rồi. Đấy, chúng ta xây full đất luôn. Thì chúng ta đã xin giấy phép xây dựng rồi. Đây anh chị, ngang 7m2, dài 9m77 này. Mặt tiền đường Cao Văn Ngọc nha. Đó, còn đây là cái vị trí nó nằm gần góc ngã ba này anh chị nhỉ. Rất là thuận tiện anh chị. Những nhà nào gần góc ngã ba chúng ta đi lại nó rất là thuận tiện, nó rất là thoáng nha. Đấy, trong này thì là ô bàn cờ. Anh chị sẽ thấy cái vị trí nó rất là tuyệt vời. Đây là đất này, nhà này, đây là trung tâm này. Đây là trung tâm hành chính huyện này. Đấy, quốc lộ 55 này, nhà cách quốc lộ 55 mấy trăm mét, 900 mét gì đấy nha, chưa tới 900 mét đâu. Đó, đây là đường Võ Thị Sáu này, chợ này. Đấy, còn đây là, tôi zoom nhỏ này, đây là bến xe Bà Rịa, chợ Bà Rịa, trung tâm thương mại này. Nó, nhà đây này, thì nó cách nhà khoảng chừng 3 cây rưỡi nha. Đấy, còn trung tâm hành chính tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu về tới nhà nó khoảng chưa tới 3 cây, khoảng 2 cây rưỡi thôi. Đấy, còn chúng ta đi từ nhà này, chúng ta đi ra ngoài biển Long Hải khoảng 11-12 cây thôi. Ra Phước Hải khoảng 13 cây, ra Hồ Tràm khoảng 25 cây. Lộc An thì khoảng chừng 16 cây, đi Vũng Tàu ra tới bãi sau thì khoảng 25 cây. Đấy,
rất là tiện đường, chúng ta có thể chạy 44A ra biển này, 44B ra biển này, quốc lộ 55 ra biển này. Rồi, xin chào anh chị nha, anh chị cần thì cứ liên hệ.